áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8 vào Biển Đông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay ngày 20 tháng 12, áp thấp nhiệt đới đã vượt qua khu vực phía nam đảo Palawan, Philippines đi vào Biển Đông. Hồi 7 giờ ngày 20 tháng 12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,8 độ Vĩ Bắc, 116,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Đến 8 giờ ngày 21 tháng 12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,2 độ Vĩ Bắc, 112,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 8 giờ ngày 22 tháng 12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 7,2 độ Vĩ Bắc, 110,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Nam vùng biển quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới giảm xuống dưới cấp 6. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được vào khoảng 150 km và suy yếu dần. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.